Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 6940 về chiến lược vì sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2017-2020 do Sở Công Thương triển khai thực hiện. Đây là một chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhà. Bước đầu thực hiện, chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp một số doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến nông sản của tỉnh, ổn định sản xuất, từng bước phát triển và hướng tới sự phát triển bền vững. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp bao gồm tăng cường năng lực quản lý, cải thiện môi trường làm việc, kiểm soát quy trình sản xuất, cải tiến thiết bị công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, ổn định chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ luật pháp. Áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực này đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để từng bước tạo thương hiệu và chỗ đứng cho sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Đặc biệt khi áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn với hiệu quả thiết thực, vượt trội đã góp phần tạo diện mạo mới cho nông nghiệp Vĩnh Phúc với những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Qua đây, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người nông dân để thúc đẩy diện mạo kinh tế khu vực nông thôn phát triển gắn với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh sẽ thực hiện tiếp tục đẩy mạnh cái công tác dồn thửa đổi ruộng ở những cái nơi mà có thể vậy là tiến hành dồn ghép ruộng đất được để tạo thành những cái cánh đồng lớn, tạo ra cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã chuyên cây chuyên con người ta có thể đầu tư vào trong cái sản xuất nông nghiệp. Với chính sách ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có công nghiệp chế biến nông sản, Vĩnh Phúc đã có những doanh nghiệp lớn xây dựng được những sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ong Tam Đảo Honeco là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong và gặt hái được nhiều thành công trong chế biến sản phẩm nông nghiệp của Vĩnh Phúc. Được thành lập từ tháng 5 năm 2002, đến nay, Ong Tam Đảo Honeco hiện có hơn 20.000 đàn ong với 40 trang trại nuôi ong cùng 4 nhà xưởng có diện tích 20.000 m2. Từ nguồn mật ngọt của thiên nhiên núi rừng và hoa trái Vĩnh Phúc dưới chân Tam Đảo hùng vĩ, công ty đã chế biến, đóng gói các sản phẩm đa dạng như mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa để cung cấp đến tay người tiêu dùng. Nhờ áp dụng công nghệ chế biến hiện đại nên các sản phẩm từ ong và mật ong của công ty đã giữ nguyên được hương vị thuần khiết với mẫu mã đẹp để phục vụ nhu cầu của thị trường. Công ty cũng chú trọng đầu tư về công nghệ thiết bị máy móc để hỗ trợ cho vấn đề sản xuất, để tạo ra những sản phẩm khác biệt về chất lượng, từ cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến chất lượng trong sản xuất để tạo ra những cái sản phẩm đẹp về mẫu mã, chất lượng tốt và đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện tại công ty đã đầu tư một cái hệ thống sản xuất một cái sản phẩm Takumin có sự phối kết hợp giữa mật ong, sữa ong chúa và cucumin, chất quý, chất xuất từ nghệ, một cái thiết bị đồng bộ từ khâu sản xuất chế biến cho đến đóng gói hoàn thành sản phẩm. Hiện tại Vĩnh Phúc có gần 34.000 ha diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng đặc dụng là gần 16.000 ha, rừng phòng hộ 4.000 ha, rừng sản xuất gần 14.000 ha. Nhận thức tầm quan trọng của tài nguyên rừng và quỹ đất lâm nghiệp đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân sinh của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, các cấp ngành, các địa phương đã chủ động giúp đỡ các hộ dân phát triển kinh tế đồi rừng và dựa vào rừng để từng bước làm giàu. Bên cạnh thực hiện hỗ trợ các chính sách trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, Vĩnh Phúc còn hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến gỗ quy mô hộ gia đình. Thông qua các cơ sở chế biến gỗ này, nguồn nguyên liệu gỗ rừng sản xuất được chế biến tại chỗ nhằm giảm thất thoát, lãng phí và hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để cùng gia tăng lợi nhuận. Qua đây, góp phần bảo vệ phát triển diện tích rừng trồng trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Sông Lô thì nó cũng là rất là nhiều nguồn của bà con, thế nên tôi đầu tiên thì cũng là đi buôn gỗ. Thế sau đấy cái cước vận chuyển nó rất là dài, thế tôi mở xưởng bóc về làm công việc nó ổn định hơn, nó đỡ vất vả hơn là đi bán xa. Trong một năm thì xưởng tôi sẽ chế biến được hơn 1.000 khối gỗ trong địa bàn huyện Sông Lô cho bà con. Với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thuận lợi do thiên nhiên ban tặng, hơn 20 năm nay, Vĩnh Phúc phát triển mạnh chăn nuôi bò sữa và đạt nhiều kết quả, làm giàu cho người chăn nuôi.
Hiện tại sản lượng sữa của Vĩnh Phúc cung cấp ra thị trường đứng thứ hai các tỉnh đồng bằng sông Hồng, chỉ sau thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nguồn sữa này chủ yếu cung cấp cho các công ty sữa chứ chưa có công nghiệp chế biến sữa mang thương hiệu Vĩnh Phúc. Chăn trở với điều này, hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo được thành lập từ tháng 5 năm 2018 với mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm sữa bò của nông dân xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo và vùng lân cận để sản xuất các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa tươi, bánh sữa. Để khẳng định chỗ đứng trên thị trường, từng bước cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, các thành viên hợp tác xã đã cùng góp vốn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, gồm máy thanh trùng, máy đồng hóa sữa, lò ủ sữa chua, máy đóng gói có ghi ngày đóng gói và hạn sử dụng, phòng lạnh, bảo quản sản phẩm. Bên cạnh đó, trên mỗi sản phẩm đều có nhãn mác đầy đủ thông tin theo quy định để kiểm soát chất lượng và giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau một thời gian sản xuất thử nghiệm, từ tháng 1 năm 2019, những lô sữa chua nếp cẩm, sữa chua uống, sữa thanh trùng, bánh sữa mang thương hiệu bò sữa Tam Đảo đầu tiên đã được hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo chào hàng thị trường. Hiện trung bình mỗi ngày, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 300 thùng sữa các loại. Mặc dù mới có trên thị trường được 3 tháng, song những sản phẩm mang thương hiệu sữa bò Tam Đảo không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh đón nhận mà còn mở rộng thị trường ra một số tỉnh thành lân cận như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng. Tôi lựa chọn Bồ Lý làm cái cơ sở để sản xuất sữa bởi vì là Bồ Lý là có một cái thuận lợi là được sự quan tâm của cấp trên đầu tư có một cái dự án phát triển chăn nuôi đàn bò sữa chung cho cả huyện Tam Đảo ấy, bò thịt và bò sữa. Thì ở Bồ Lý thì chăn nuôi bò sữa rất là thuận lợi vì có cái quỹ đất phù hợp. Để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm thì bên tôi đã đầu tư những cái thiết bị hiện đại để bảo quản chất lượng của sữa, ví dụ như là những cái thiết bị bảo quản lạnh này, rồi những cái máy móc thanh trùng tiệt trùng để làm cho cái chất lượng sữa nó được ổn định và nó không bị ảnh hưởng gì. Qua cái thời gian bán hàng mấy tháng vừa rồi thì bên tôi nhận thấy là cái phản hồi của khách hàng cũng tương đối tốt về cái chất lượng. Có thể khẳng định áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến nông sản đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đây góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và xây dựng nền nông nghiệp sạch và phát triển bền vững.